Ok các bác nhá, thì uh, này bí tiền quá. Thì con này hôm trước thì sự bác em cũng lên video rồi, cho các bác một con Sanzo Chao Con này thật sự vẫn đế thân mũ cánh 35 bác nhá. Đây, nước lòng của nó còn tương đối, lồng là nó nó là cái lồng mạ này. Lòng mạ. Sau là cũng là lòng ở lồng xi à, si này. Con này thì nói chung là về thân đế của nó rất là dày và nặng nhá. Con này thật sự bác cũng biết cái đế của nó là như này, bác biết là nó là dày rồi, hàng chưa lo chùi vệ sinh. Với một con Sanzo Chao bác nhá con này thì nó mất cái tem rồi đó. cánh của nó thì em đo là từ đầu đầu đoà. cánh sang đầu kia là 35 cm nó mất cái tem đâu nó không nhìn rõ ok các bác này Đấy, còn chung cổ có như yên tâm con này nhược điểm của nó cái bầu ấy nhá bầu nó có chảy chạm chí đây này ok ạ có bị chảy nhẹ này con này rào dòng trao luôn nhé, chạy ok hôm trước video trước em có test cho bác xem rồi bao bác chạy ok con này được cái không có bể vỡ và chỉ bị chảy nhẹ chỗ bầu này thôi nhá về bác phải làm lại một chút con rất là cao luôn cao một mét hai Ok chưa, thần đế ngon lành, lòng đúng sáng này Đấy, bàn phím của nó đây Bác nhìn cái nút này, biết biết nút xoay nhá Vừa xoay vừa, vừa trao này Ok ạ, Đấy, thì các bác nào mà chốt con này Thì bao bác sẽ ok ngon lành Cao 1m2 Đấy, cánh 35 nhá Bác lấy để bác cứ giá 3 triệu 800 000 thôi Qua như giá này, giá cần tiền gấp Ok chưa Đấy, bác để xem xét kỹ lại 3 triệu 800k cho bác luôn Với một con... Uh, San San Zhou nhé, cánh 35 cao 1m2 cho các bác. 3 triệu 800 ngàn đối với các nào chốt trừ khoản 100 em bao ship. Ok ạ. Đang cần tiền gấp. Ok. Đấy, giá này không không bớt bác nhé Về bác lau chú đi thôi. Hàng nguyên bán chưa lau chùi rượu dẹp gì cả. Một dòng thân ngủ chắc chắn các nhá. Đấy. Cực chắc chắn luôn, một dòng san trao. Đây nhược điểm của nó đây. Mà rõ các bác luôn nhé là cái bầu nó bị ghẻ một tí này. Đấy, rất tiếc luôn này. Bị ghẻ bầu ok các bác nhé con này là con uh, san trao mã này là mã số cái biết là con san trao đi chưa cần cái mã cái này là đánh quả lẻ thôi nhé đánh quả lẻ 3 triệu tám trăm ngàn tiếp tục đến với bác một con Mitsu Mitsubishi số rời số rời ok ạ đây lút đúng vẫn quản hết nhá lút đúng dây dợ là quản số rời ngoài lức lồng đẹp này cánh cánh của nó là cánh ốc chí và dòng cánh xanh rêu con này sự bao đẹp luôn rồi chạy ok ngon lành nhá bò bò sắt cổ cũng cũng chắc chắc chắn Đấy, nước sơn đế này có chảy nhẹ một chút nhưng không đáng kể cái này bỏ qua về các bác để sờ pa lại và đặc biệt là cái bộ lồng của nó thì sự yên tâm cánh cánh ốc chí cánh cánh đục luôn nhá logo còn sáng này Đấy, một con uh... Mitsubishi bác là lấy để bác giá 3 ,2 triệu 3 2 nhé 3 ,2 triệu 200k 3 triệu 200k bác một con Mitsubishi lớn ốc trí cánh xanh cánh xanh đục nhé Ok ạ bỏ bỏ sắt Món ảnh cánh đào Vâng xin các bác mua nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Việt Giải Bãi TB 0354 965 127 Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ thành công Xin chào và hẹn gặp lại